Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tự hào Việt Nam, Hoa hậu Khánh Vân chính thức lọt top 21 Miss Universe 2020. Chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ lần thứ 69 diễn ra vào sáng 17 tháng 5 theo giờ Việt Nam tại Mỹ. Khánh Vân tranh tài cùng 73 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ban giám khảo sẽ lựa chọn top 21 bước vào vòng thi áo tắm, tiếp đến top 10 trình diễn đầm dạ hội để chọn top 5. Năm nay, những thí sinh lọt top 5 vòng ứng xử đều có danh hiệu, bao gồm Á hậu 3 và Á hậu 4. Mở đầu đêm chung kết là tiết mục đồng diễn của 74 thí sinh trong những bộ cánh màu neon, đảm nhận vai trò MC dẫn dắt chương trình là Miss Universe 2012 Olivia Kubo và MC Mario Lober. Người đầu tiên được công bố vào top 21 là đại diện Colombia, các thí sinh tiếp theo lần lượt là Peru, Australia, Pháp, Myanmar, Jamaica, Mexico, Cộng hòa Dominica, Mỹ, Indonesia, Argentina, Ấn Độ, Curacao, Puerto Rico, Thái Lan, Myanmar. Đại diện Việt Nam, Nguyễn Trần Khánh Vân được gọi tên vào top 21 nhờ bình chọn từ khán giả. Người chiến thắng sẽ nhận được vương miện từ đương kim Hoa hậu Hoàng Vũ, Josie Bini Thanzi, MC chung kết là người mẫu Mario Lober và Miss Universe 2012 Olivia Kubo, Miss Universe 2014, Miss Universe 2017 và Miss USA 2019 đảm nhận vị trí MC hậu trường. Trước chung kết, các chuyên trang sắc đẹp đồng loạt đưa ra các bảng xếp hạng. Những thí sinh được đánh giá cao gồm người đẹp Thái Lan, Ấn Độ, Peru, Puerto Rico, Mexico, Philippines, Romania, Nepal, Venezuela, Brazil, Nam Phi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.